trận thi đấu số 85 trong ngày hôm nay. Chung kết hạng cân 45kg của nữ, vận động viên Lăng Thị Phương Trâm, đơn vị Hồ Chí Minh trang phục đỏ, gặp vận động viên Nguyễn Hồng Anh, đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Xin mời tổ trọng tài trung đoàn Nguyễn Đình Hùng, Ngô Chí Thanh, Hoàng Minh Nghị lên điều hành trận đấu. Sau trận thi đấu này sẽ là trận chung kết hạng cân 50kg của nữ giữa vận động viên Lê Thị Vượng, đơn vị Thanh Hóa, và Bùi Thị Hoài Thu, đơn vị Hải Phòng chuẩn bị. Trận chung kết vật nữ đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, Lăng Thị Phương Trâm tới từ thành phố Hồ Chí Minh trong trang phục đỏ gặp Nguyễn Hồng Anh tới từ Thừa Thiên Huế trang phục xanh. Trận chung kết hạng cân 45kg nữ. Giải này diễn ra tại nhà thi đấu trung tâm Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh. Hà Văn Hiếu thì đang đầu quân cho Ninh Bình. Còn Hà Văn Hiếu thì sinh ra tại quê hương giàu truyền thống cách mạng, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Xin công bố kết quả trận đấu vừa qua như sau. Vận động viên Nguyễn Hồng Anh, đơn vị Thừa Thiên Huế trang phục xanh thắng tuyệt đối. Như vậy, vận động viên Nguyễn Hồng Anh của đơn vị Thừa Thiên Huế đã giành huy chương vàng hạng cân 45kg của nữ, và vận động viên Lăng Thị Phương Trâm, đơn vị Hồ Chí Minh giành huy chương vàng. Đại diện chúng ta trong trọng chúng ta thắng lớn kinh lệ tinh thần thi đấu cho các vận động viên. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo trận thi đấu số 86 chung kết hạng cân 50kg của nữ, vận động viên Lê Thị Phượng, đơn vị Thanh Hóa trang phục đỏ, gặp vận động viên Bùi Thị Thu Hoài Thu, đơn vị Hải Phòng trang phục xanh. Xin mời tổ trọng tài chuyên môn, trọng tài Nguyễn Quang Lành, trọng tài Hoàng Chí Thanh lên điều hành trận đấu. Vâng, xin mời trọng tài Ngô Chí Thanh lên điều hành thảo. Trận chung kết giữa Lê Thị Phượng Thanh Hóa trong trang phục đỏ gặp Bùi Thị Hoài Thu Hải Phòng trong trang phục xanh hạng 50kg nữ. Sẽ còn 2 trận đấu nữa là giải đấu này chính thức kết thúc. Và hẹn gặp lại các bạn vào chiều ngày mai, chúng tôi sẽ trực tiếp giải vật hội làng diễn ra tại làng Kèo, Gia Lâm, Hà Nội vào chiều ngày mai, bắt đầu từ 1:30. Các bạn hãy chú ý đón xem trên kênh thể thao giải trí của chúng tôi. Cảm ơn khán giả Hùng Kim Văn. Cảm ơn khán giả Hùng Kim Văn đang kêu gọi mọi người bấm một cái like, bởi vì giải đấu này cũng sắp khép lại rồi, sắp kết thúc rồi. Sau 2 ngày tranh tài thi đấu với những trận đấu trên cờ tuyệt vời, một giải đấu thực sự chúng tôi sẽ còn nhớ mãi về giải đấu này. Nó không phải là tinh hoa hội tụ như là Phùng Hưng Sơn Tây, mà đây là những vận động viên tuổi đời còn rất trẻ, những vận động viên tuổi hồng thơ ngây, vận động viên tuổi trăng tròn 14, 15, 16, nhưng mà các vận động viên đã thi đấu với một tinh thần thể thao cao thượng, hết mình cống hiến cho khán giả được theo dõi những trận thi đấu mãn nhãn ngày hôm qua và ngày hôm nay trực tiếp trên thể thao giải trí. Trọng tài thảm trận đấu này, Ngô Duy Thành tới từ Đông Anh, Hà Nội, đang là trưởng bộ môn vật của Vĩnh Phúc. Thời Ngô Duy Thành áo đen trên mình các bạn còn thi đấu từng 15 năm vô địch quốc gia liên tiếp,
và đây chính là trọng tài Ngô Duy Thành. Vận động viên tới từ Hải Phòng, Bùi Thị Hoài Thu, người mặc áo đen, huấn luyện viên Thanh Thúy, cũng là một đồ vật rất nổi tiếng trước đây. Kể cả huấn luyện viên người mặc áo đỏ cũng là một đồ vật rất nổi tiếng của Hải Phòng cũng như của Việt Nam trước đây, thời còn thi đấu đỉnh cao. Đặc biệt huấn luyện viên áo đỏ Hải Phòng chúng tôi vừa ghi hình, cứ sau mỗi một lần sinh con thì lại giành một huy chương vàng đại hội toàn quốc. Thế cho nên là người chồng của huấn luyện viên áo đỏ vừa rồi có nói vui với người vợ của mình rằng: thế thì anh và em sẽ tiếp tục sinh những đứa con để em có thể giành những tiếp những tấm huy chương vàng về cho gia đình. Sau mỗi lần sinh con lại giành một huy chương vàng, thế nó mới đặc biệt các bạn. Vâng, đây chính là người mà tôi đang nhắc đến. Ngày mai là hội vật cổ truyền làng Keo ở Gia Lâm, Hà Nội. Chúng tôi đang live stream với độ phân giải 4K rất trơn, rất mượt, rất nét, không hề giật một chút nào các bạn nhé. Khán giả Phẩm Nguyễn nhá. Từ Thái Lan, Lào hay Campuchia đây nhỉ? Chữ này là chữ Thái thì phải. Quyết Cấn à? Quyết Cấn đang đố tôi, Cấn Quyết đang đố tôi là tìm thấy trong đám thôn nữ à? Anh Bình có bình luận là không còn từ nào để tả về các thôn nữ mà chúng tôi lúc nãy ghi hình. Hoan hô bà xã nhà tôi, bảo hôn một cái tội gì tát yêu. Những vần thơ lại xuất hiện trên kênh thể thao giải trí từ bạn thơ Nguyễn Xuân Đãng của tôi. Xin công bố kết quả trận đấu vừa qua như sau: vận động viên Lê Thị Phượng đơn vị Thanh Hóa trang sử đỏ thắng trận. Như vậy vận động viên Lê Thị Phượng đơn vị Thanh Hóa đã giành huy chương vàng hạng cân 50 kg, còn vận động viên Bùi Thị Hoài Thu đơn vị Hải Phòng chẳng sẽ huy chương vàng. Đây chúng ta trong một trận đấu thi đấu trong hai trận đấu.